Tin mừng theo Thánh Luca. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy, những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Làm cho ngọn lửa mến cháy bùng. Đức Giêsu đã ném lửa mến vào trần gian và ước mong ngọn lửa ấy lan tỏa đến mọi người. Tiếc thay, thế gian vẫn lạnh căm, lửa mến chỉ là âm ỉ. Chính vì thế, những ai yêu mến Chúa thì cũng đồng nghĩa với việc bị loại trừ, bị chống đối. Sự chống đối ấy không ở đâu xa, mà 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Xin Chúa đốt lửa mến nồng nàn trong trái tim ta, để ta có thể vượt qua mọi khó khăn, hầu yêu mến Chúa đến cùng và làm cho ngọn lửa đó cháy bùng, lan tỏa.